Nhưng mà có con chó dại á, nó bị dại mà người ta không biết luôn. Ủa sao nó dại vậy mẹ? Sao dại vậy mẹ? Nó bị bệnh đó con. Bệnh dại hả? Nó bị bệnh virus gì đó, nó ảnh hưởng tới não của nó, nó không điều khiển được não của nó nữa. Mà nó bệnh đó là nó có lây, nó bị lây á, nó bị nhiễm virus đó. Thấy tiêu chí tùm lum, bây giờ đọc lại thấy tiêu chí quá trời mà không có mua giấy cho nó. Cải đi, nó hay được gì hay nha. Không có mua giấy cho nó để nó viết lại chút.